khi mà mình chui vào bên trong đấy nó rất là nóng luôn. Không biết là những anh bộ đội du kích hồi xưa mình sống như thế nào ở trong cái hầm như thế này. Ôi, cực khổ lắm. Bây giờ trong hầm này rất khó luôn. Hello mọi người, lại thêm một ngày cuối tuần nữa. Hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người đi khám phá một vài nơi ha. Nhưng mà trước hết á, thì xin hỏi mọi người á, khi xưa mà mọi người đi học á, cái môn lịch sử á, mọi người có thích nó không? Thật ra thì về bản thân mình á, cái môn lịch sử nó hơi khô khan, với lại nó không nằm trong những cái danh mục mà môn học yêu thích của mình. Nhưng mà khi lớn lên á mọi người, mình phải công nhận một điều là lịch sử nó rất quan trọng. Và cái việc mà tìm hiểu về lịch sử á, nó rất là quan trọng luôn. Và nó sẽ khơi gợi cho mình một cái lòng yêu nước. Và chính từ cái lòng yêu nước á, thì mọi người sẽ có những cái hành động đúng đắn hơn trong cái quá trình mà mình hoạt động ở ngoài đời. Và hiện tại thì mình đang đi trong một cái khuôn viên rất là lớn này. Và ở đây rất là mát luôn. Điểm đến của ngày hôm nay á, là một di tích lịch sử cấp quốc gia. Để biết là hôm nay mình dẫn mọi người đi đâu á, thì mọi người đợi thêm một ít phút nữa nha. Tại vì từ cái điểm bán vé mình phải đi bộ vào thêm một cây số nữa. Thật ra thì cũng có cái dịch vụ xe điện rất là rẻ thôi mọi người, khoảng mười mấy 20.000 một lượt thôi. Nhưng mà bản thân mình thích đi bộ hơn và sẽ có nhiều thời gian để tự trải nghiệm khám phá hơn. Rồi mọi người đợi thêm ít phút nha. Chào mọi người, thì hiện tại mình đang có mặt tại địa đạo Củ Chi. Và mọi người xem ở sau lưng mình thì toàn là những cái vỏ bom đã qua sử dụng hết rồi. Và bên đây cũng có rất là nhiều nữa nè. Thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan một cái khu di tích lịch sử ở địa đạo Củ Chi nha. Có một cái thông tin mà mình cũng không biết là chính xác hay không, nhưng mà lúc mà mình vào đây mình có hỏi thăm á, thì người dân địa phương ở đây mọi người vẫn hay gọi địa đạo Củ Chi là địa đạo bán dược. Thì là vậy. Sau khi mà mọi người đi bộ một cây vào á, thì mọi người sẽ tới một cái cổng chính. Thì nó sẽ là nơi khu tham quan của hai cái vé tham quan mình mới mua ở cổng chính á. Thì phía bên phải nó sẽ có một cái bản đồ. Thì mọi người có thể nhìn xem cái bản đồ ở đây trước. Sau đó thì mọi người sẽ đi phía bên phải này trước nè. Là cái vé 65.000 mình mua ở thời điểm hiện tại. Thì mình sẽ tham quan cái này trước. Sau đó thì mình sẽ tham quan cái địa đạo sau. Địa đạo thì giá vé nó chỉ có 35.000 thôi, nhưng mà mình sẽ theo một cái vòng cho nó liên tục tuần hoàn á. Và lại nó sẽ thuận tiện hơn cho khách du lịch, thì mình sẽ tham quan cái địa đạo giá vé 35.000 sau. Giờ thì mình sẽ qua bên này trước. Ở đây còn có một số mô hình xe tăng thiết giáp này. Xe tăng này thì là M48. Thật ra mình thì cũng không có kiến thức gì nhiều về chiến tranh đâu. Ở đây thì nó có bảng chỉ dẫn cho mọi người có thể đọc thôi. Xe tăng này được sản xuất vào năm 1950. Chiều dài thì tầm 9,3m, cao 3,1m, và trọng lượng của nó tới 50 tấn luôn. Toàn là sắt thép không ạ. Phía bên này là trống hết rồi. Cái khoang này đã bị hư hại rất là nhiều luôn. Nó chỉ còn lại là một cái mô hình để trưng bày thôi. Không ngờ là chiếc xe này nặng tới 50 tấn luôn á. Xe này nè, 50 tấn. Bên này có cũng còn có một chiếc nữa nè. Nhưng mà bên này là xe thiết giáp. Xe thiết giáp M113. Thành phần chính chiến lược thiết xa trận, thiết xa vận. Xe này nặng hơn cả xe này luôn. Xe này 50 tấn chứ xe này mà 67 tấn. Thì bên trong kho nó cũng hơn mấy. Nếu mà cái diện tích thể tích con như thế này thì chắc ở được bao nhiêu người nhỉ? 4-5 người không ta? Chưa tính máy móc nữa ha. Và ở sau chiếc xe thiết giáp thì nó còn một chiếc máy bay nữa. Có một chiếc máy bay nữa. Máy bay vận tải C. Số hiệu là 130 005.
Chiếc máy bay này được sản xuất vào năm 1970. Trọng tải vận hàng thì nó lên tới 38.000 kg luôn. 38.000 kg. Ghê thật. Nhưng mà xuất xứ ở Mỹ. Mọi người xem này, xuất xứ thì tại Mỹ. Chiều cao thì 29,8m, sản xuất năm 1970. Tổ lái thì gồm 4 đến 6 người. Một khoang lái gồm 4 đến 6 người. Đây là máy bay vận tải thôi mọi người. Có 4 cách quạt lớn. Số hiệu là 005. Bên này có một cái chiếc trực thăng nữa. Mình có thể leo lên được luôn. Còn máy, còn máy không chú? Hả? Máy còn yên nguyên không? Máy này giờ gỡ bán được, bán đồ cũ. Đồng không à ha? Hả? Đồng. Ai biết đâu. Nhôm mà gọi nhôm. Tại con thấy nó lên xi nè. Lên xi xanh nè. Không biết. Ai ghi này đã ta? Hay là hồi xưa ghi? Hả? Đây là chắc là khách du lịch ghi nè. Tài lớp linh vậy nè. Quân bộ làm cái này làm lính Mỹ ra trời. Tài lớp linh là mấy của khách du lịch ghi hết. Bằng ghi bằng quốc tế. Ở đây thì máy móc gì? Máy bay UH-1A. Chiếc này có mã hiệu là UH-1A. Chú phải mua thêm cái áo lính nữa. Rồi xuống. Ok, như mình thua trận rồi, bị lột áo quần hết rồi. Mỹ thua mà, thấy không? Thôi cho Mỹ thắng. Điều đáng tiếc là khách du lịch đó cũng không có ý thức gì lắm. Thấy mấy chữ này không? Nam Củ Chi, Khôi nè, Thà nè. Sao lại ghi lên cái di tích lịch sử này ta? Mà ghi bằng bằng mấy cái vệt vệt này đâu có chỉnh sửa được. Đúng thiệt. Bên này nữa nè. Thái Bình Quân Bình Minh. Đầy hết luôn. Trên chiếc trực thăng này thì toàn là dấu tích của mấy khách du lịch. Có ý thức không à? Ở sau đi nữa nè. Nguyễn Văn Thiêu nữa nè. Ủa? Nhưng mà sorry mọi người, nhiều khi á, là những cái dấu tích trên chiếc trực thăng này nè là của bộ đội khi xưa á, có rất nhiều luôn nè. Nam Củ Chi nè, trên mạng của chiếc trực thăng có rất nhiều luôn. Thuận Thư, Hải Dung, họ khắc lên nè. Úc Điểu City nữa nè. Đấy, và cả ở sau nữa. Chiên Hà Nội. Nhưng mà sao ta? Sorry mọi người. Ở đây mình phát hiện ra một cái tên là Xuân Dung 2024 nè. Cái này thì không phải là dấu tích của các anh hùng bộ đội rồi. Có cả là 2006 nữa nè. Là chắc chắn đây là dấu tích của những bạn khách du lịch mới. Nhưng mà việc ghi như thế này á, nếu mà của cán bộ quân đội hồi xưa á, thì nó sẽ lại là một cái di tích. Còn nếu mà của các khách du lịch á, thì nó lại là đánh vào ý thức. Thì mọi người nhìn xem nè, chỗ này nó sẽ có một cái chiếc xe tăng và hai chiếc thiết giáp. Xe tăng bên kia, chỗ này sẽ có một chiếc xe tăng và hai chiếc thiết giáp. Cùng với đó thì nó sẽ có một cái chiếc máy bay vận tải. Tổ lái sẽ là 4 đến 6 người. Và chỗ này nó sẽ thêm có thêm một chiếc trực thăng nữa. Và phía bên này thì thêm một cái số súng. Ở đây có 5 chiếc nè. 1, 2, 3, 4, 5 nè. Phía bên này thì nó có 5 chiếc như thế này. Nhưng mà mình không biết gọi tên nó là gì. Cũng không có bản hướng dẫn luôn. Có thêm một cái chiếc xe 4 bánh nè. Xe này thường thấy ở các phim cách mạng hồi xưa nè. Còn ở đây thì cây cối rất là nhiều. Giờ thì mình đang đi vào cái khu tái hiện giải phóng này mọi người. Ở đây chắc mình sẽ biết được thêm vài cái chứng tích của lịch sử á. Và mình sẽ hình dung rõ hơn về cái bức tranh mà xưa kia các vị anh hùng á,
các anh bộ đội anh chiến đấu như thế nào. Sau khi mà mình đi qua tổng soát vé mọi người, thì mình sẽ được một dán cái một cái logo như thế này trên trên người này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi tham quan cái vé 65 trước là khu tái hiện. Chú và hàng ngàn tiến qua làng mạc, rừng cây, rừng cao su, xuất nhập từng khu địa đạo, hấp dụng số lượng kết hợp với thảo đăng nam ban, cao như ba nhiêu, tối sân đặc, nước cháy được hàng trăm tù đoàn. Hôm nay nhất định phải đặt phần bắt từ hai đầu lại. Quân Mỹ đã tiến hành hàng trăm phi vụ thả bom bằng máy bay phản lực và pháo đài bay B-52, pháo kích dồn dập kết hợp với đại chất động hóa học. Lúc nãy là mình có xem được một bộ phim tài liệu về địa đạo Củ Chi này, thì có một cái kiến thức mà mình mới cập nhật được mà trước đây mình không biết luôn mọi người. Và mặc dù có học môn lịch sử nhưng mà cái kinh nghiệm này không được nhắc đến trong sách vở luôn. Tức là hồi trước á, là cái quân du kích á, quân du kích có một cái kinh nghiệm như thế này nè. Khi mà họ trú tránh bom của quân Mỹ với quân Pháp khi mà nã xuống xuống Việt Nam ta, thì có một cái kinh nghiệm là họ sẽ nắp vào những cái lỗ bom đã được đánh trước đó. Tức là họ sẽ có một câu là địch sẽ không thả bom tại vị trí đó hai lần. Cho nên ở chỗ nào mà đã thả bom rồi thì đó chính là cái nơi ẩn nấp của họ luôn á. Cho nên rất là hay luôn. Mà cái kinh nghiệm này mình mới phát hiện ra được luôn. Hay ha. Vậy xưa kia á, Củ Chi là một trong những cái địa điểm mà gọi là căn cứ thép của Việt Nam mình luôn á mọi người. Đến nỗi mà phải gọi cái khu vực này á, gọi là tam giác thép. Sau đó thì tướng Mát San á, đưa quân khoảng hơn 3.500 quân á, đấy kể cả là hỏa lực nữa, dồn hết tấn công để triệt phá cái khu tam giác thép này thì không được, tại vì địa đạo rất là kiên cố luôn, và một phần nữa là do kỹ năng của quân du kích của mình nữa mọi người, cho nên là quân Mát San đợt đó là không có triệt phá được, chỉ có là làm cho cái tam giác thép đó bị hư hao một phần thôi. Và mọi người có biết không, có một bộ phận nhỏ của quân đội trong tướng của Mát San á, được đặt tên là quân chuột nhắt, là cái quân này để triệt phá và đánh úp quân du kích ở Củ Chi á, đấy thì gọi là quân chuột nhắt. Nhưng mà khi mà cái quân này á thì tiến vào lãnh thổ Củ Chi á, tới địa đạo này á, thì gặp rất là nhiều khó khăn luôn, bởi vì cạm bẫy rất là nhiều, như mọi người thấy đó, có rất là nhiều trong này, rồi những cái hầm chữ U để tránh khói độc cũng như là tránh bom, thì khi mà họ luồn xuống á thì gặp du kích của mình á đã gài bẫy trước rồi, cho nên là họ không có phá được và tổn thất rất là nhiều luôn á. Để bảo vệ được đền hội nghị, bắt đầu nhận đánh đã bố trí trong mình lực lượng cảnh gác sẵn sàng chiến đấu. Trong chưa Mỹ không thể thiết kế hình thức giáp đạn chống đạn. Cái này là mô phỏng một cái cạm bẫy của bộ đội ta nè mọi người. Cái này thì bẫy ở hai đầu luôn, cho dù có chạy đầu nào thì cũng sẽ bị dính. Với lại cái này là bẫy tập thể cho nên là số lượng nó sẽ hơn nhiều hơn một. Ở đây thì nó cũng sẽ có một cái số đường địa đạo riêng. Cho nên lãnh đạo của quỹ tại sao họ chọn căn cứ Củ Chi để làm cái bàn đạp đánh Sài Gòn, vì nó rất nguy hiểm, vì nằm sát sai Sài Gòn. Thì nếu tính đường trên bay thì khoảng 40 km thôi. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong này thăm một số kiến trúc của nhà dân Củ Chi trong thời kỳ chiến tranh. Khu vực này là lúc mà dân ta sinh sống á mọi người. Sau cái thời giai đoạn thuộc Pháp, chống Pháp thì nó có một cái khoảng... Kính thưa các anh chị, đây là một gia đình cách mạng. Trong chiến tranh thì chồng tham gia bộ đội, còn vợ ở nhà họ sống bằng nghề làm bánh tráng, nuôi heo và nấu rượu. Thì cái này bên trong bước vào xem, họ đang làm thật nha. Họ đang làm thật để tái hiện lại cho chúng ta xem. Làm thật thì bánh tráng cũng bán thật. Chúng ta đến khu chợ quê thì có bán bánh tráng cũng gì. Nuôi heo kia. Bây giờ nó vẫn còn giữ nguyên hết luôn hả chú? Bỏ.
có nghĩa là để tự phân hủy. À, để tự. Vì bây giờ mình cũng đâu tái sử dụng nữa, làm gì? Đất nó cũng sập rồi chứ. Dạ. Lâu ngày nó cũng sập chứ. Coi như nhà mình ở thì nó không hư, với mình không ở nó hư liền. Dạ. Rồi dừng chơi, có thể nghe trộm thông tin đó, là có phần giải phóng. Đây là đài phát thanh giải phóng. Đây là đài phát thanh giải phóng. Tiếng nói của nhân dân Sài Gòn, Gia Định. Dạ, là cái nhà này thì trong chiến tranh là một cái gia đình Trung Nông đó chị, họ rất giàu có trong vùng này, cái gì là giàu nhất nhất vùng này rồi, không có nhà nào hơn vùng này đâu. À, nhưng mà lúa gạo lương thực lúc bấy giờ họ ủng hộ cách mạng. Cái nhà này trong chiến tranh là nó giàu có hơn các vùng khác, hơn nhà tôi ngày xưa ở trong vùng này đó. Nhưng mà khi có bơm pháo, người ta sẽ có một cái hầm địa đạo dưới dán, đó là hầm Tráng Sên để đánh bơm. Cỡ mấy chị lớn này biết hầm Tráng Sên nè, nhưng mấy đứa nhỏ thì nó không biết đâu. Tăng Sê. Ở dưới Tăng Sê đó là có hầm địa đạo để thoát hiểm á, gần như không biết ra ngoài. Còn giờ không tải hiện lên bơm hẳn. Cái mô hình này, cái mô hình xe lúa để phục vụ cho học sinh, sinh viên để trải nghiệm. Cái này là quạt, cái này đúng là nó mai tập 80 tập mấy cái này, chứ là chưa bông, đưa ra cảm thức đưa này về, gió nó phải, sau này ba có thiết kế cái này để quay nhau. Cái đây thì lúc cái thời của mình nó vẫn còn làm cái thời ở năm chín mấy tới bây giờ qua năm 2000 thì bắt đầu hết, 2000 để mấy thì vẫn còn, những thập niên đó thì vẫn còn. Thì mô hình này khá là quen thuộc tới đối với những cái người 9x 8x như mình. Nói chung nhìn lại cái cảnh này thì tự nhiên nhớ về cái tuổi thơ ghê lắm. Với lại dân mình cũng là dân miền Trung á, cho nên là văn hóa nó cũng gần giống với dân miền Nam, cho nên là như vậy. Thì đây là một cái căn nhà ở trong cái khu địa đạo Củ Chi nè mọi người. Căn nhà này là vẫn giữ lại cho tới thời bây giờ. Thì lúc ở cái thời chiến đó á, thì căn nhà này á, của gia chủ này á, là thuộc một cái tầng lớp trung lưu, nhưng mà ủng hộ cách mạng và cũng thường xuyên là cung cấp lúa gạo cho quân đội luôn. Và ở đây thì mọi người nhìn thấy ở đây là đều được giữ nguyên, chứ không phải là gì xây dựng lên để làm khu du lịch đâu. Ở những cái căn nhà này là được giữ nguyên hết á, và họ sẽ ngăn cách ra bởi những cái lùm tre nứa này chứ không có cái hàng rào nào hết á. Từ nhà này ngăn cách bởi nhà kia thì toàn là tre nứa không à. Và mọi người thấy cái văn hóa ở người miền Nam hay có một cái lư hương để ở trước như thế này nè. Đấy là văn hóa của người miền Nam với người miền Trung á, hay có lắm. Bây giờ thì hết rồi. Đây cũng là một cái căn nhà cũng thuộc tầng lớp trung lưu. Ở khung cảnh quan này á, ở cảnh quan này thì nó rất là đậm chất miền quê lúc ở thời năm thập niên của 1970 cho đến 1990 luôn. Ở đây người ta vẫn trồng lúa, nhưng mà lúa này chỉ để làm cảnh quan thôi. Nhưng mà vẫn có nhân viên chăm sóc ha. Nhân viên chăm sóc để nó duy trì cảnh quan này. Ơi, mình sẽ bắt đầu đi vào khu chợ quê. Chợ quê này trong này. Cái khu chợ quê này thì trong này nó sẽ bán những cái món ăn đặc sản ở Củ Chi luôn. Rồi chúng ta dừng chân ở khu vực chợ này các chị. Ủng hộ về bánh nước anh, gỏi đu đủ luôn nè. Dạ. Mọi người thấy là đặc sản ở Củ Chi là khoai mì nè. Hồi xưa thì dân với bộ đội ăn khoai mì nhiều lắm.
đây là khu vực chợ quê ở trong địa đạo Củ Chi, thì mọi người ở đây á thì có bán một vài số món ăn, ăn trưa cũng có mà ăn vặt cũng có, cho nên là khách du lịch ở đây á khi mà tới đây vào buổi trưa thì có thể ngồi lại và đặt vài món, cũng có thể nhâm nhi được luôn mọi người. Ở đây nó có những cái khu vực bàn và người ta sắp xếp thêm rất là nhiều ghế để có thể phục vụ khách du lịch luôn. Đây là những cái đèn bão lúc xưa nè, và kể cả là đèn pin nữa. Thì đây là những cái dụng cụ mà không thể nào thiếu khi mà sống trong địa đạo á. Những cái đèn bão như thế này á thì bây giờ nó cũng vẫn có, nhưng mà chỉ dùng làm mô hình đi cam pin thôi. Đèn bão này hay lắm nha. Đèn bão này dùng dầu. Cùng với một số loại chén bát thì bây giờ nó vẫn còn nè. Đối với mình thì những cái chén bát này nó rất là gần gũi luôn. Nó chỉ xa lạ với những cái bạn Gen Z ở thời hiện đại thôi. Chứ lúc mình sống thì cái cuộc sống nó vẫn như thế này nè. Vậy là mình vừa khám phá hết khu tái hiện vùng giải phóng ở địa đạo Củ Chi. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu di chuyển sang địa đạo Củ Chi luôn mọi người. Theo như mình tìm hiểu thì địa đạo Củ Chi được xây dựng vào năm 1946, hoạt động tới năm 1948. Thì trong giai đoạn này là nó gắn liền với cuộc kháng chiến chống Pháp luôn. Và có một thời gian không sử dụng. Và đến những năm 1960 thì nó được tái sử dụng để kháng chiến chống Mỹ. Và lúc này thì được xây dựng kiên cố và vững chắc hơn. Và mọi người có biết là chiến dịch của Tết Năm Mậu Thân 1968 thì địa đạo Củ Chi nó đóng vai trò rất là quan trọng luôn trong cái chiến thắng của Tết Năm Mậu Thân 1968. Bởi vì là quân dân giải phóng miền Nam xuất phát từ địa đạo Củ Chi để tiến thẳng vào Sài Gòn và giải phóng. Vì vậy mà có thể nói thì địa đạo Củ Chi đóng một vai trò rất là quan trọng trong lịch sử của nước nhà, và đóng góp ít nhiều trong những chiến thắng của quân dân ta. Bên cạnh những cái khu tham quan di tích thì ở đây mọi người có thể thấy nè, có một cái con đường rất là xanh và rất là mát luôn. Thì đôi khi nếu mà mọi người muốn hít thở không khí và tách biệt ra khỏi cái khu tham quan thì mọi người có thể đi ven theo cái con đường này nè, để trải nghiệm thêm 5-10 phút để hít thở không khí trong lành. Tại vì ở đây nó vẫn là cảnh quan của rừng. Và đôi khi mình cũng còn thấy một số loài động vật nữa chạy ngang đường á, rất là vui luôn. Cho nên là mình có thể dành khoảng từ 5 đến 10 phút để tách biệt ra khỏi tập thể, và mình có thể đi dạo như thế này. Nhưng mà nếu mà mình đi chung với đội nhóm thì mình phải thông báo trước nha, để tránh lạc nhóm. Ở đây thì họ có trưng bày một số mẫu súng mà cũng đã sử dụng trong chiến tranh nè mọi người. Những cái số hiệu này thì mình không rõ nó là gì. Ở đây có số hiệu là 836, 812 nè. Rất là nhiều mẫu súng luôn. Có cái đèn mang sông nè mọi người. Đẹp ghê á. Đèn mang sông. Nhưng mà khá to nha. Cao khoảng tầm 30 đến 40 cm á. Và đây có một cái vali của Samsonite của Mỹ. Chiếc vali đựng tài liệu mật được quân giải phóng giữ sau trận đánh vào sân bay Lộc Ninh. Đây. Chiếc vali này được để tài liệu mật. Và đây còn vô số súng nữa. Có rất nhiều súng luôn. Đây là một số loại cái máy vô tuyến. Một số loại máy vô tuyến nè mọi người. Khó thấy ha, tại vì trong thổ kinh. Thì mình đã đi vào bên phía khu địa đạo Củ Chi luôn mọi người. Ở đây á, ngay trước cổng thì nó có một cái cây rất là đặc biệt luôn nè. Cong theo hình chữ S luôn. Và nó sẽ tạo một cái con đường cho mình đi qua luôn. Mình vừa mới đi qua cái cổng được tạo bởi cái cây này. Ở trong này thì khá là tùm ha. Nếu trong trường hợp mà mọi người đi vào cái giờ mà hoặc là không thấy hướng dẫn viên thì mọi người cứ nhìn theo cái bảng chỉ dẫn mọi người đi thôi. Hoặc là nhìn theo các anh chị khách du lịch khác thì mọi người đi. Thật ra nó cũng khá là dễ thôi. Nó cũng không có phải là nó là trong rừng như vậy thôi, nó cũng không phải là dễ lạc đâu.
cái hố bom này mọi người. Hố bom này là hố bom B-52. Đường kính của nó chắc cũng phải tầm 5 mét á. Khá là to. Ở đây nếu mình muốn thì mình vẫn có thể xem tiếp phim tài liệu. Đây. Chỗ này là trạm dừng chân là mình để dành cho khách du lịch có thể xem phim tài liệu luôn. Thì trong những cái khu du lịch như thế này á, thì mình thấy khách Tây với lại khách Hàn cũng khá là nhiều á. Cái đợt này mình đi thì khách Tây với khách Hàn cũng khá là nhiều. Đi theo mấy anh chị khách Tây hả? Rồi, cảm ơn. Ở đây thì mình thấy có một số khách nước ngoài nhưng mà không biết là quốc tịch nào. Nếu mà như là ví dụ là khách nước ngoài mà quốc tịch Mỹ đi thì không biết là cảm nghĩ của họ, cảm xúc của họ như thế nào khi mà đi vào một cái khu di tích lịch sử mà nơi đó là đã từng đánh dấu sự thất bại của người dân nước họ thì không biết như thế nào. Cái hầm xuống rồi. You hold that one up. That is look. There is more. And like original is that big from here. Yeah. And now we have tourists using like cements and some light, but in the other one nothing. And we have to go down like this. And remember, this is our door. We make by wood, and you have to cover the door by a lot of leaf. Yeah. To make sure that nobody gonna see you. Nobody knows you. When we escape, I need a lot of leaves to cover the door and straighten your hands. Yeah, escape see me in Cambodia. And I told you sometimes too late. We have what happened? Yeah, a lot of snake. A lot of snake under the rug. Yeah, and they will. Yeah, they will bite you. Vừa rồi là mọi người vừa trông thấy một cái cảnh mà hướng dẫn viên á, người ta thực hiện lại cái động tác mà lúc mà chui xuống hầm á mọi người. Thì người ta sẽ để cái nắp ở trên và phủ thêm một lớp lá nữa. Lúc mà mình chui xuống hết á thì mình cũng vừa đẩy khít cái nắp hầm đó luôn. Thì cái nắp hầm đó nó chỉ rộng khoảng đâu đó tầm 30cm thôi. Đấy cho nên là những cái người mà to con như là những cái người lính Mỹ á thì rất là khó khăn trong cái việc mà chui xuống hầm đó. Chỉ có những cái con người Việt như mình á thì rất là vừa thôi. Đây mọi người, đây là một cái hầm chui xuống địa đạo này. Và bây giờ mình sẽ thử chui xuống thử nha. Không biết nó có vừa không. Còn ở đây thì nó sẽ là cái nắp này. Chỗ đây nó hơi ẩm á. Tại vì mấy ngày nay nó hơi mưa. Cứ chiều chiều là mưa. Cho nên nó hơi ẩm thấp. Là cái đẹp cái nắp. Lúc mà mình xuống á thì mình sẽ đưa cái nắp lên trên đầu như thế này. Đấy, đưa cái nắp lên trên đầu. Và thật ra nó chỉ có rộng khoảng 30cm thôi mọi người. Rộng khoảng 30cm thôi. Và khi mình xuống mình cứ về thôi. Ôi, mình hơi cao cho nên là không xuống hết được. Nếu mà đứng ở đây thì cái hầm nó sẽ cao tới ngang thắt lưng của mình đó. Và mọi người thấy nó vừa fit luôn. Rộng 30cm nhưng mà dài khoảng tầm 40. Và rất là khó khăn luôn á. Cái nắp này. Ôi, ngồi nhìn cậu xem. Rất khó là để thấy được luôn ha. Rất khó là để nhận biết luôn. Thì thông thường nó sẽ có 2-3 cái hố, 2-3 cái cổng như thế này. Đấy, ở dưới này nó sẽ có rất là nhiều bậc thang. Và mình sẽ chui xuống cầm theo đèn pin. Nhưng mà bây giờ là nó hơi ẩm thấp á, cho nên là việc chui xuống đó thì hơi khó. Và thật ra nó chỉ là một cái đường hầm thôi, cho nên là mình cũng không có chui xuống đâu ha. Tiếp tục đi thôi mọi người. Thực chất là những cái đường hầm chui ở địa đạo Củ Chi này á thì bây giờ người ta chỉ để lại một đoạn ngắn thôi để phục vụ cho du lịch và phục vụ cho cái việc bảo tồn. Chứ thật ra thì đường hầm thì nó rất là dài, nhưng mà theo thời gian á mọi người, theo thời gian thì nó cũng xuống cấp. Đất nó cũng lấp hết rồi và người ta cũng không có sử dụng nó nữa. Người ta chỉ giữ lại một phần để làm du lịch và giữ lại một phần để làm di tích thôi.
mọi người nhìn xem này, ở đây thì nó là một cái hầm quân y, thì cái hầm này nó sẽ to hơn những cái hầm địa đạo bên kia. Giờ mình sẽ xuống thử xem nó là nó có cái gì đó không nha, nhưng mà hơi tối. Hầm quân y đây là một đám tràng, phía bên này là giường bệnh nè, giường bệnh. Và khu trong này thì bắt đầu phun, bắt đầu chui. Thông qua được một cái lỗ mới. Hello. Thôi, chỗ này nó có mô phỏng cái cách mà bác sĩ hồi xưa họ điều trị cho các anh bộ đội này, những người mà bị thương này. Như vậy là lúc nãy mình chui từ cái đường hầm bên kia, đúng không? Đường hầm bên kia là mình thông qua được bên này. Thông qua được bên này luôn. Là mình chỉ có chui một đoạn, là mình chỉ có chui một đoạn nhỏ thôi mọi người. Nhưng mà cũng khá là mệt đó. Mình sẽ chui từ bên đây qua bên này. Nè. Nó cao lên cũng như bay, còn bao nhiêu đây thôi, chứ không cao cao nhiều lắm. Thấy chưa? Nó chỉ cao khoảng nhiêu đây thôi. Và mình khi mà mình chui vào bên trong lẽ, nó rất là nóng luôn. Không biết là những anh bộ đội du kích hồi xưa mình sống như thế nào ở trong cái hầm như thế này. Rất là nóng. Mình mới chui vào có khoảng mấy chục giây thôi, một phút thôi, mà đã nóng như thế này rồi. Một cái phòng mình đi cái đoạn này nữa là khoảng tầm 50 mét đó mọi người, 50 mét nó sẽ ra được cái hầm. Lúc nãy là mình đang ở phòng họp. Mình cứ luồn cuối như vậy thôi. Dưới này nó vẫn có điện. Rất là khó khăn luôn. Mọi người xem đi. Nếu mà đi trong hầm rất là khó khăn. Ôi, cực khổ. Bây giờ trong hầm rất khó. Bạn nào mà bị khớp á, với lại bị đau lưng á, thì đừng đi với cái này. Ôi, chỗ này nó có một cái ngã ba, nhưng mà mình sẽ rẽ trái. Ôi, khó rồi. Trở về với ánh sáng rồi. Mọi người nhìn xem mình bây giờ nè, mồ hôi đã ướt hết luôn. Mình vừa mới chui một cái đường hầm dài khoảng tầm bao nhiêu nhỉ? Khoảng tầm 70 mét á. Chỉ có 70 mét thôi. Nhưng mà đã như thế này rồi, không biết là mấy anh du kích hồi xưa sống trong đó như thế nào nữa. Nhưng mà rất là mệt nha. Cái này là mình khuyên thật, chống chỉ định đối với những người mà đau lưng đau khớp á, thì không có nên chui mấy cái đường hầm đó. Ủa, và trong đó thì phải luồn cuối rất là mệt. Người bình thường như mình đó đã đi rất là mệt rồi, cho nên trải nghiệm một khúc ngắn thôi mọi người, đừng có trải nghiệm dài quá. Thôi giờ cũng là trưa rồi mọi người, bây giờ mình sẽ tìm một nơi để nghỉ ngơi đi. Đưa đây con cầm cho. Đây con cầm con thân khác đi. Dạ. Yeah. Đây họ có phục vụ cả đặc sản, về không đặc sản của Củ Chi.
cổ sắn, miền Bắc gọi là cổ sắn. Đi bên kia đi cái nếu đi hai nhánh này, dạ. Nhánh bên kia là phải mua, còn nhánh này là miễn phí. Dạ. Đi qua thì hay à? Vậy là nãy cháu ăn bên kia là trả phí hả? Cái này được phục vụ miễn phí luôn. Coi như là mình đã khám phá xong cũng gần như là địa đạo Củ Chi rồi mọi người. Ở địa đạo bán dược Củ Chi này, ngoài những cái khu tham quan di tích lịch sử mọi người, thì nó sẽ có một số khu dành cho giải trí nữa, giống như là hồ bơi nè, nhà hàng nè, hoặc là những cái khu dành cho trò chơi cảm giác mạnh luôn. Và mình vừa mới mua ở đây là 5 viên đạn, tức là tí nữa mình sẽ thử nghiệm một cái cảm giác là bắn súng thật luôn, và mình sẽ đi vào trong cái khu này để có thể bắn súng. Giờ mình sẽ đi xe điện ra cái khu bắn súng nha. Mỗi lượt tối thiểu thì mình sẽ mua tối thiểu là 5 viên. Thường khách du lịch quanh năm nó có đều không chị? Dạ, tùy theo tháng đó anh. Tháng ít nhất là vào tháng mấy? Dạ, tháng ít nhất là tháng 7-8. Ủa, cái đó đó mùa hè mà. Dạ, nhưng mà lúc này khách gì thì là cao, còn khách nước ngoài là nó sẽ giá. Mình vừa tới khu vực bắn súng rồi. Bây giờ mình sẽ đi xuống hầm này và mình sẽ ra cái trường bắn. Ở đây có một số cái tài nghề này. Mình sẽ bịt lại để xuống. Lại ngắm luôn rồi chú. Tì xác phai vô mới ngắm được. Trong này là lắp sẵn 5 viên luôn hả chú hả? Nóng ha. Cái này có biết trúng hay không không? Trúng là cái bia ngã chứ không vậy? Cái bia ngã rồi. Vậy là không trúng rồi. Cảm ơn. Đây là cái khu vực khán đài dành cho khán giả nè. Cái người bắn thì ở dưới kia, chỗ mấy cây dù lúc nãy mình đứng. Còn khán đài thì chỉ dành cho khán giả. Và họ sẽ đi lên này để xem. Lúc nãy là mình mua 5 viên AK và nhắm bắn thử thôi. Cảm giác thì nó cũng khá là bình thường, nhưng mà để đạt chuẩn á, thì chắc còn phải học nhiều. Nói chung thì nó sẽ có một cái độ giật rất là mạnh. Và cái độ nhắm á, cũng phải chuẩn xác hơn nữa. Thì lúc nãy chú nói á, nếu mà biết được cái nhắm bắn trúng được bia hay không á, thì ở xa xa kìa mọi người thấy bia không? Thì có những cái tấm bia ngã á, thì nó sẽ là trúng. Hello mọi người, như vậy là mình đã khám phá hết địa đạo Củ Chi rồi. Mà thật ra mọi người, mình mới vừa hỏi được một thông tin. Thì địa đạo Củ Chi á, không phải chỉ có duy nhất một địa đạo, mà ở đây á, nó sẽ là cái cách gọi chung của cả địa đạo Bến Đình và địa đạo Bến Dược. Thì hai cái địa đạo này nó đều nằm trên quốc lộ 15 hết á. Còn hôm nay á, là mình dẫn mọi người đang đi cái địa đạo Bến Dược. Đấy, địa đạo Bến Đình thì nó nằm cách đây gần hơn mấy cây số á. Cho nên là nếu mà mọi người trong trường hợp mà muốn đi tham quan địa đạo Củ Chi á, thì mọi người tìm theo Google Maps cụm từ khó là địa đạo Bến Đình hoặc là địa đạo Bến Dược thì nó mới ra. Chứ nếu mà như mình á, lúc đầu mình cũng tìm là trên Google Maps là địa đạo Củ Chi, thì nó sẽ dẫn vào một cái gọi là gì nhỉ, nhà tưởng niệm rất là lớn luôn. Mà cái đó không phải, mình phải đi ra lại quốc lộ 15.
tỉnh lộ 15, rồi mình chạy xuống một đoạn tầm 1-2 cây nữa thì mới vào địa đạo Củ Chi. Đến đây thì clip nó cũng khá là dài rồi, cho nên là mình xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người ở những hành trình tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đây ha. Nếu mà thích thì nhấn like và subscribe giúp mình nha. Và cùng mình khám phá thêm những cái hành trình đi lung tung như thế này. Bye bye. Hẹn gặp lại.